Trong chuyên mục mỗi tuần một câu hỏi lần này thì chúng tôi đã nhận được câu hỏi của một vị khán giả tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Câu hỏi liên quan đến việc nộp phí bảo trì chung cư, nội dung cụ thể như sau. Tôi mới nhận nhà cách đây một năm, đã đóng phí bảo trì chung cư trị giá 2% giá trị căn nhà. Nay tôi bán lại căn nhà này cho người khác, xin hỏi là có thể lấy lại được khoản tiền này hay không? Và ngay sau đây thì luật sư Nguyễn Văn Đức đến từ công ty luật Kinh Luân thuộc đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải đáp thắc mắc của quý khán giả. Cái phí bảo trì này không phải là chủ đầu tư họ giữ mà ban quản trị chung cư họ giữ, và phí bảo trì này là phí bảo trì chung cho cả cái tòa nhà, cho nên là khi mà chủ sở hữu căn hộ họ chuyển nhượng cho người khác thì có hai cách. Một là họ tính luôn cái phí bảo trì này vào trong cái giá bán cho cái chủ mới. Cái thứ hai nữa là ngoài cái giá bán hai bên thỏa thuận thì cái phí bảo trì này sẽ được hai cái chủ cũ và chủ mới họ thỏa thuận tùy theo cái thời gian sử dụng và họ thu hồi lại, chứ còn cái chủ sử dụng cũ á không thể nào lấy lại cái phí bảo trì, tại vì cái chủ mới họ cũng phải có trách nhiệm đóng lại cái phí bảo trì. Thì như vậy là cái chủ cũ và cái chủ mới có thể thỏa thuận nhiều cái mức phí này. Như vậy là quý vị vừa theo dõi chuyên mục mỗi tuần một câu hỏi về nhà đất. Mọi thắc mắc cần giải đáp về những vấn đề liên quan đến nhà đất, quý vị vui lòng gửi thư vào địa chỉ email bản tin địa ốc@gmail.com. Chúng tôi sẽ lần lượt chuyển đến các luật sư chuyên ngành để giải đáp thắc mắc của quý khán giả trong bản tin địa ốc phát sóng vào hàng tuần. Và quý vị cũng có thể xem lại các giải đáp thắc mắc của luật sư tại mục những câu hỏi liên quan đến nhà đất trên trang YouTube FBNC Việt Nam.